Xin chào các bạn, hôm nay mình tiếp tục dạy các bạn kỹ thuật gọi là làm chuyển động bằng pet. Tức là chúng ta sẽ làm chuyển động cho nhân vật bằng pet. Pet là gì? Thì ở đây pet trong chúng ta nó ghi là kỹ thuật pet. Đó là kỹ thuật pet trong Tom Bomb. Thế thì trong Tom Bomb chúng ta tạo nhân vật nó rất là khó. Cũng không phải là khó mà nghĩa là các bạn phải có một cái cách vẽ rất là tốt. Thì hôm nay ở đây thì Tom Bomb ở đây tôi cho các bạn nhìn thấy đây là một cái con sư tử. Sư tử đã được gắn xương. Gắn xương. Ở đây chúng ta sẽ sử dụng rigging. Nhưng mà chúng ta quay trở về kỹ thuật này. Thì để làm được cái điều này thì đầu tiên các bạn phải vẽ một cái con sư tử. Đấy, ta vẽ con sư tử. Ở đây thì các bạn tôi sẽ lấy một cái con sư tử. Sư tử này. Đây là một chú sư tử. Các bạn chú ý nhé, chúng ta ghi pet. Sư tử. Chúng ta sử dụng Corel Draw để chúng ta vẽ nhân vật này lên. Ta lock lại, lock. Cái này các bạn biết rồi. Các bạn có thể sử dụng phần mềm Corel Draw để chúng ta vẽ. Chúng ta sử dụng Base Spin Line để chúng ta vẽ. Vẽ mặt sư tử. Base Line. Ok. Rồi tiếp theo ta vẽ mũi. Ok. Theo ta vẽ tiếp tục. Tiếp tục các bạn vẽ cái miệng của sư tử. Ok. Rồi con mắt, chúng ta vẽ con mắt to lên. Mắt sư tử là một cái khối rất là lớn. Các bạn thấy là vẽ bằng Corel Draw thì nó rất là dễ chịu. Ok. Chúng ta bỏ đường viền đi, chúng ta có thể bỏ mẫu vịt này. Đó. Ok. Và bây giờ ta vẽ tiếp tục sang phần mắt. Phần mắt. Ở đây ta cũng vẽ như vậy. Sẽ chấm đây. Bước tiếp theo là ta...
cái phần này lên. Ta cố gắng tạo cho cái mũi thật đẹp và ta sẽ đánh bóng cái mũi này lên. Các bạn chú ý nhé, các bạn dùng các bạn không ngại gì cả, rất dễ dùng. Chúng ta đổ vào đây rồi cái mũi. Ok, bây giờ phần bộ mặt. Bộ mặt của cái này thì này ta bôi đen này. Các bạn thấy con sư tử nó giống à, bây giờ chúng ta sẽ ta sẽ vẽ cái bộ râu.
Back down xuống. Nào bây giờ chúng ta sẽ vẽ bộ phận chân. Chân và người để chúng ta vẽ. Ta vẽ lên đấy. Sau đó các bạn có thể vẽ thêm một cái bộ phận đây. Bây giờ chúng ta chỉ cần còn lại cái chân và đuôi. Đuôi thì chúng ta sẽ vẽ như sau. Ta sử dụng cái này ta vẽ. Chúng ta giữ cần chôn cái này xuống. Tiếp theo là vẽ chân. Chân thì chúng ta vẽ một cái bộ phận như thế này. Dưới.
bước tiếp theo là sao vẽ với chân phía trên. Chân trên thì chúng ta vẽ cái phần trong. Cố gắng cho này cao một chút nhé. Đấy, thì quá trình tôi vẽ. Rồi, tôi sẽ copy hôm nay. Tiếp theo là ta sẽ xử lý vấn đề về đồng bộ màu. Đây là cái chân trước. Xóa bớt một con này. Rồi tôi vẽ cái chân tiếp theo. Đây là cái bơm của nó, ta để xuống dưới.
Đây là một chú sư tử. Ta sẽ vẽ cho nó cái mũi. Đấy, một em sư tử chúng ta vẽ ở bên đây. Chúng ta sẽ cúp lại, nhóm lại và cho nhỏ lại. Ta sẽ cho cái chân này cao hơn. Nào bây giờ chúng ta sẽ export PDF. Trang web nó cứ tự động nó nhảy vào rất là
mệt mỏi. Ta thể ghi file này vào. Đấy, mở sau đây vào. Rồi bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ bật cái này lên. Lên thì ta tạo một chú sư tử. Lấy ra từ import. Đó là cái cách này chúng ta vẽ. Bây giờ chúng ta sẽ lấy sư tử. Rồi. Đây là một chú sư tử. Tôi vẽ phác họa bằng cái cách mà chúng ta đã bây giờ chúng ta sẽ tạo chuyển động con sư tử. Kỹ thuật này là kỹ thuật chúng ta sử dụng pack. Đấy, pack, cái này là pack nhé. Pack là thành phần gì thì bây giờ các bạn sẽ nhìn sẽ thấy. Tôi cho con sư tử này. Tiếp theo rồi, bước tiếp theo ta sẽ ta sẽ tạo những các lớp đó, ta đặt tên như sau. Đặt tên là đầu. Đuôi. Mình thân đấy, bây giờ tôi nói là bơm, bơm là cái này. Tiếp theo là chân trái trước hay là đùi trước, đùi, đùi trái. Chân trái trước, tiếp tục nữa là bàn chân trái trước, rồi tiếp theo là đùi phải trước. Ống chân
chân kia. Này. Đùi. Phải sau. Tiếp theo là ống chân. Phải sau. Tiếp theo là bàn chân. Phải sau. Rồi, đây chúng ta đã có cái này. Bây giờ ta chuyển sang này, ta nhìn thấy là đây theo kiểu hình ngang, kia là hình dọc. Đó. Rồi ta cho vào đây. Thì ta sẽ lấy là phần đầu. Đầu tôi copy cả. Copy. Paste. Tôi xóa đi, để lên, phần đầu. Bây giờ tôi lấy phần nào, chân trái trước. Rồi, ta vào đây, ta sẽ lấy là copy. Các bạn chú ý nha, bên Corel như là bên này như vậy. Ta copy đùi trước. Lấy từ cái lớp mà có cả con đó, ta copy ra cái ô bằng chân trước. Paste. Ok, bây giờ chúng ta đã được đầu mình. Bây giờ chúng ta sẽ lấy yếm. Chọn sang bờ đó. Ok, mình
trái sau. Đùi trái sau. Chuyển cái này với tham lai này sẽ được này và ta đã được một cái con mới. Sau bờ đảo vị trí nhé. Rồi bây giờ chúng ta sẽ xếp này mình này. Đó, như thế rồi tiếp tục này. Đùi trái sau, bàn chân phải trước. Xếp sau mình, xếp sau mình. À, bây giờ chúng ta mới xếp thứ tự lại cho nó vào một cái chốt. Đây là chữ bên này là pack. Đó, pack element. Rồi bây giờ chúng ta sẽ
Bước tiếp theo là đầu. Đầu là con của mình rồi. Đầu là con của từ. Bước tiếp theo ta lấy đùi phải trước. Bàn chân. Chân là con của đùi trước. Hai cái này con của đầu. Tiếp theo là bàn chân phải sau. Đùi phải sau. Ta ghi cái file này vào, ta gọi là sư tử. Sau cái này tất cả cái này là con của mình. Tiếp tục. Ok, ta đã xong. Đuôi. Không. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng chốt để làm gì? Ta sẽ chọn là quay. Quay này. Ta sẽ làm như sau. Đuôi trái. Sao đùi phải sao chúng ta sẽ kéo mình ra. Bây giờ chúng ta sẽ chọn toàn bộ cánh tay, bỏ lớp này đi, chọn toàn bộ từ trên xuống, ta mở rộng ra thành 20. Ok, ta chọn phía trên đến đây, ta add một keyframe. Bước tiếp theo là đến đây, đây
add một keyframe nhé. Chú ý là nào, bây giờ chúng ta mới vào keyframe thứ nhất. Đầu bầm không được, bầm này phải trong mình. Tiếp theo ta sẽ cái chân này phải trước đâu.
Rồi, bây giờ chúng ta đã làm xong cái chuyển động. Rồi ta có thể cho nó chạy. Bây giờ ta tiếp tục là ta chỉnh đùi trái trước. Đùi trái trước và lên trước mình. Lên trước rồi. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ cho vị trí này thì đùi trái trước. Điều chỉnh lại cho nó chuẩn.
Bây giờ chúng ta đã biết thế nào là pet, và bây giờ tôi sẽ chọn là toàn bộ. Vấn đề là các bạn vẽ làm sao nó đẹp hơn. Sẽ copy rộng kìa. Bài hôm nay tôi dạy đến đây, các bạn sẽ theo dõi tiếp.
chọn copy new object. Con sư tử chạy lắm nha. Đấy, trên đây là một cái bài học mà ta áp dụng cái công nghệ PET để làm cái con sư tử chúng ta có thể cho nó chạy. Chạy nhanh thì nó không thể. Rồi, vào hôm nay đến kết thúc tại đây.